Hôm nay là ngày thứ ba hả? Dạ. Ngày thứ ba. Ngày thứ tư. Ngày thứ ba. Vui chưa? Vui. Dạ vui. Tại sao vui? Tập ăn là. Nhờ quên hết rồi nó mới vui. Nếu mà nhớ nó buồn. Thấy không? Cho nên ở thế gian người ta tu vô vi tu thời gian cho nó quên hết á. Thì thật là những cái sự phức tạp của mình để giải tỏa nó ra rồi thì nó quên. Thì khi con người nó quên hết á, nó mới không có thù hận, không có ghen ghét, không có suy tính. Mà suy tính á, là tạo sự ghen ghét, mờ ảo tâm thức, rồi tự mình đày đọa mình chứ không phải người khác đày đọa mình. Cho nên phải hiểu cái chân lý nó nằm ở chỗ đó. Cho nên con người sống tạm có mấy mươi năm thôi, mà trong có một khối óc để làm việc trong sự thanh nhẹ tiến hóa mà không chịu hưởng, không chịu tận hưởng, rước cái chuyện mê chấp buồn hận đủ chuyện hết rồi, cái nó giao vô trong óc, thành ra lo bực bội, thành ra nó nặng. Rồi chúng ta tới đây chúng ta vui, chúng ta nói chuyện cởi mở, trao đổi với nhau, thấy huynh đệ tỉ mũi chung một nhà, thấy tình thương rõ ràng, không có gì đáng trách hết. Mà không có cái gì chúng ta có thể ôm đi khỏi quả địa cầu này được hết. Tất cả đều là tạm mượn rồi sẽ ra đi. Không có cái gì mà kêu mà vĩnh cửu hết. Cho nên chúng ta đặt vào vấn đề tranh chấp giành giật địa vị này kia kia nọ là tạo khổ cho chính mình mà thôi. Cho nên ngày hôm nay chúng ta có cái duyên lành đến đây để có cơ hội tụ họp, để mọi người trao đổi với nhau rồi hiểu rõ chính mình mới có cơ hội thức tâm. Thức tâm rồi chúng ta làm gì? Chúng ta mới thấy rằng cái cõi ở bên trên là vĩnh cửu, cõi ở bên trên là cái chỗ của chúng ta đáng sống hơn là cái cõi tranh chấp. Cho nên nhiều người tu thanh nhẹ rồi nói thôi tôi đi càng sớm càng tốt, vì cái cảnh ở trên kia không có tranh chấp, thương yêu và tha thứ. Còn cảnh ở thế gian mỗi thứ mỗi chấp, độc tài tâm tối, chúng ta thấy rằng không có lợi lộc cho chính cá nhân. Thành ra nhiều người càng tu càng cởi mở, càng quên đi chuyện đời thì tâm nó mới được thanh thản. Lúc đó mới hiểu giá trị của sự nhàn hạ, là tâm vô quái ngại nó mới được nhàn hạ. Thấy cái này chấp, thấy cái kia mê, rồi suy luận ra một đường lối của chính mình muốn dẫn người khác là trật sự. Cho nên các bạn vô pháp lý vô vi là học có cái khứ trực lưu thanh thôi, không có ai quản lý các bạn được hết. Chính bạn là chủ và tự khai thác lấy mình để đi tới, và không có ai mê hoặc làm mình được hết. Tự tu tự tiến mà đâu có sự mê tín nữa. Còn nếu mà cứ cúng lạy này kia kia nọ, rốt cuộc rồi là tạo mê tín thôi. Còn cái phần này là phần tự thức tâm mà ra đi. Và mình thấy rằng sự liên hệ của cái tiểu thiên địa này với cả càn khôn vũ trụ là một, không có sự xa cách nữa. Thì tại sao chúng ta không giữ cái thức hòa đồng mà thấy cái sống chết là một đó. Sống ở thế gian ra làm người cũng khó vậy, chết cũng phải chôn cũng khó vậy. Thì hai cái đó là một đường lối thôi. Nhưng mà cái gì là chánh? Cái hồn nhập xác xuống thế gian để học sự kích động phản và phản động, để học cái biên trí dũng. Kích động rồi mình nên tha thứ hay không? Rồi kích động rồi phản động, chúng ta thấy là dùng cái trí để giải quyết được sự êm ả, chúng ta làm được không? Rồi tới cái sự phản động lực càng mạnh, chúng ta mới thấy rõ là cái dũng của mọi người đã sẵn có. Cái dũng nằm ở đâu? Nằm ở trong thanh tịnh, chứ không phải nằm sự ấu đả, không phải nằm ở sự giết chóc. Cho nên luôn luôn phải lui về thanh tịnh. Từ bi là sức mạnh. Trở về từ bi, tha thứ và thương yêu. Thấy họ là mình, họ đang lâm nạn, mình phải lấy cái tâm thanh thản mà để cứu độ họ. Thì lúc nào cái sự hy sinh phải cao độ. Dù có chết, dù có bị giết, dù có bị gì đi nữa, là cái hạnh hy sinh phải nung nấu mới tiến qua nổi. Còn nếu mà chúng ta không có hạnh hy sinh, chúng ta chỉ chấp vào trong cái sự chết chấp
là sự sinh tồn, là chúng ta sanh dật tại thế mà không đi đến đâu, bị kẹt một chỗ mà thôi. Cho nên cái lượng từ bi là quan trọng. Mỗi bạn đều có hết chứ không phải người nào cũng có. Chúng ta mỗi người đều có cái lượng từ bi, mà cái dung lượng đó mình hướng ngoại quên, không trở về với sự thanh tịnh, mà không chịu hướng trong cái cảnh nhà hạ từ bi bác ái trong nội tâm của chính mình. Cho nên mọi người phải hiểu rõ điều này. Người này muốn người kia phải làm đúng luật, đó là cũng chẳng qua tình thương của chân tâm bộc khở mới kêu gọi đối phương. Nhưng mà đối phương chưa có trình độ thì cũng mạnh một ngày nào nó sẽ đi đến. Đi đến bằng cách nào? Nó bị kích động và phản động, bị trong cái khổ nó mới có cơ hội thức. Khổ rồi nó thấy từ bi là sức mạnh. Khi nó khổ nó kêu trời cứu nó, nó mới thấy rõ cái lượng từ bi của nó càng ngày càng được lớn rộng hơn. Sau cái khổ nó thấy rằng trước kia tôi có tiền, tôi khinh khi mọi người, tôi có trình độ, tôi thấy tôi ép bức mọi người như không. Nhưng mà ngày hôm nay tôi thấy rằng tôi bị ép bức, tôi không muốn làm cái điều đó. Tự nhiên cái lượng từ bi nó mở. Cho nên khổ là biên giới của Phật Pháp. Cho nên chúng ta đừng có sợ khổ, đừng có sợ sự quán thù, mà lấy quán làm ơn để sửa tâm tu tiên. Vì chúng ta biết được cái vốn căn bản của chúng ta là bất diệt, mà không có ai cướp diệt được. Tôi nhớ kỹ thì chúng ta mới vượt khỏi những cái tai nạn sẽ xảy đến. Chứ đừng có nói tôi phải tranh chấp, tôi phải lý luận này lý luận kia, là tôi kẹt ở trong lý luận và không giải thoát được. Cho nên khi mà đọc tới Thiên Đàng Du Ký, các bạn thấy nó cởi mở vô cùng, nơi thanh thản, lúc một câu một chữ đều là chân lý, mở tâm mở trí của chúng sanh. Cho nên hôm nay chúng ta tiếp tục lại đi nữa, dạo một lần nữa để xem có cái gì hay để học hỏi và sửa chữa cái chân tâm của chính chúng ta, trở về với sự thanh nhẹ tương ứng với thiên ý. Hồi 30, dạo điện Tam Quang bái hội Đức Thánh Quang Đại Đế Phật Tế Công giáng ngày 13 tháng 8 năm Canh Tân 1980. Thơ: thân vô quá ngại bạch văn du, viêm viêm khinh phong tỏa vong ưu, lưu tục truy tùy chung hạ đọa, hồi quang vạn đạo chiếu cao lâu dịch. Thân không trói buộc hết ưu việt, cưỡi gió đề mây nhẹ bước tiên. Cõi tục tham chi thêm đọa lạc, hồi tâm lầu đạo sáng triền miên. Đó, chúng ta hồi tâm trở về với chính mình là cái lầu đạo sáng triền miên. Thế Phật mỗi khi thấy người đời tâm tình rối ren chìm đắm phiền muộn, khi tắt thì quạt bồ của lão tăng quạt cũng không có gió. Dẫu có lấy khoan khoan tâm của chúng sinh cũng chẳng khai thông phiền não. Hàng ngày tiêu phí hết tâm thần để mong kiếm được nhiều tiền, gặp khi thua lỗ lại mang về sự thống khổ. Kẻ có tiền chẳng bao giờ thấy tâm mình được thư thái, bao nhiêu phiền não dần dần từ trong đống tiền bỏ ra, cho đống tiền bò ra. Cho nên thấy rằng người đời đều quá sai lầm. Đã như vậy thì tại sao chúng sinh lại cứ còn chấp mê chưa tỉnh ngộ, để rồi phiền não cứ mỗi ngày một chồng chất thêm lên. Nhìn lại trẻ thơ ngốc nghếch lượm đá bỏ đầy túi để làm tiền, lại còn đếm một hai quả là tính trời. Tính trời hồn nhiên thật quá dễ thương. Bữa nay ta sẽ hướng dẫn trò ngoan Thọ Dương dạo thăm cõi trời, viết sách Dương Sinh chuẩn bị xong chưa? Dương Sinh thưa con đã lên đài sen, kính mời ân sư khởi hành. Thế Phật viết sách hao tổn quá nhiều tâm thần, Dương Sinh cảm thấy thế nào? Dương Sinh thưa thầy, tuy lao thần tổn khí xong, được dạo thăm thế giới khác thì sự khổ nhọc đó con cũng cảm thấy được bù đắp lại, hơn nữa còn được ngắm nhìn thế giới linh thiêng kỳ diệu, còn đẹp để mở rộng
tầm mắt, phát hiện được nhiều ấn tích kỳ lạ cùng giác ngộ đại đạo, tìm thấy bản ngã chân thực chúng sinh dưới gầm trời. Nếu như muốn được những điều ghi chép trong sách Du Ký này để phát hiện được bản ngã chân thực của mình, truy tầm lý tưởng đất yên mới không phụ lòng trời xanh mong đợi, gánh nặng trao phó đó mới có thể thực hiện được dễ dàng. Song tất cả đều là nhờ công ân sư dẫn dắt mới có được duyên may như thế, như thế ngày nay. Thế Phật thân con mang đại mệnh phổ độ chúng sinh, ngày nay mới có vinh hạnh nhận lãnh thánh chức phụng chỉ dạo ba cõi trước tác sách quý, có thể nói là kim cổ kỳ tài, đảm trách việc độ pháp giống Đức Như Lai. Vì vậy thầy cũng gánh sứ mệnh này, cho nên thầy trò mới đồng thuyền chung vượt khó khăn. Chỉ mong chúng sinh dưới gầm trời đọc Thiên Du Ký này chớ có như kẻ phóng ngựa xem qua, mà phải nhớ kỹ sơ đồ chỉ dẫn để chuẩn bị cho việc lên thăm thánh cảnh tương lai. Bởi vậy trong nghe không bằng một thấy, phải đích thân thấy cảnh mới có giá trị. Còn không chỉ là xem cảnh qua bản đồ, há chẳng cách biệt nhau quá xa ư? Bữa nay thầy trò mình lên đường đi thăm cảnh giới khác, đã tới nơi. Dương sinh phía trước kiến trúc nhiều cung điện trang nghiêm hùng vĩ, vẻ cổ xưa vàng phủ đầy đất, mây lành trùng trùng, bậc thang lốp lan, kỳ hoa dị thảo mọc đầy bốn phía, ngắm nhìn lòng thư thái lâng lâng. Tế Phật đây là điện phủ tam quan, bữa nay phải bái hội Đức Thiên Quang Nghiêu Đế trước. Dương sinh thưa vâng, theo thầy đi lên bậc thang, thân nhẹ như lông không giống như lên thang lầu. Ở thế gian bước đi cảm thấy nặng nề, không hiểu tại sao. Tế Phật đây là cảnh địa chân không, kẻ không có nghiệp chướng mới lên tới nổi. Sở dĩ đi lên tới đây con cảm thấy thân thể nhẹ nhàng là vì giới tiên phong đạo cốt có thể đi lại dễ dàng. Thân tâm quả là thanh tịnh, chỉ nhúng mình một cái liền băng xa cả ngàn dặm, có thể cưỡi gió đề mây cất bước nhẹ bay. Thế nhân bình thờ cũng phải luyện thứ công phu này, còn không sẽ chẳng nhúc nhích nổi, sẽ bị vô thường bắt buộc đi đường bộ. Dương sinh, lời dạy của ân sư rất cao siêu. Phía trước có một ngôi điện lớn, trên có đề ba chữ Tử Vi Cung, tức Cung Tử Vi, có lẽ là nơi Đức Thiên Quang Đại Đế ngự. Tế Phật, đó chính là nơi Đức Thượng Nguyên Nhất Phẩm Tích Phúc Thiên Quang Đại Đế ngự. Chúng ta mau tới trước làm lễ ra mắt ngài. Dương sinh, một vị mặc áo rồng vàng ngồi trong điện, đầu đội mũ kim long, tay cầm thể thánh chầu trời, dung mạo uy nghi. Hai bên còn có rất nhiều các tiên quan y phục chỉnh tề, tỏ ý đang chờ nghinh tiếp. Đệ tử Dương Thiện Sinh lại mừng ra mắt Đức Thiên Quang Đại Đế. Bữa nay đệ tử theo gót thầy tới đây, kính xin Đại Đế ban ân phước chỉ dạy cho. Thiên Quang Đại Đế lành thay, từ chốn phàm trần mà Dương Thiện Sinh có thể lên được tới điện Thiên Quang đã là đại phước rồi, há còn cần ban ơn phước nữa sao? Dương sinh phụng chỉ theo thầy là Tế Phật dạo thăm cõi trời, hỏi đạo viết sách phổ độ chúng sinh, làm tôi vô cùng hoan hỷ. Tâm tàu mở thánh hội, chư vị thánh tiên Phật cùng nghĩ bàn. Đức Giao Trì ban ý chỉ, Đức Ngọc Đế ban ngọc chỉ, tam quan chấp thuận, bữa nay mới có thể đi suốt ba cõi biên soạn sách trời. Phàm chúng sanh dưới gầm trời sau khi đọc sách Du Ký có thể cải ác theo thiện, tu đạo lập đức, ắt tam quan có thể ban ân phước giải nguy khốn, trừ quan khiên. Cho nên trọng trách mà Dương Sinh đang đảm nhận mới quá lớn lao.
Bữa nay tới đây quả là cuộc kỳ ngộ, xin mời ngồi tiên quan hãy mau dâng trà. Dương sinh, đại đế quá thương tình, đệ tử vô cùng cảm kích. Đại đế chớ ngại, ba cõi trong ngoài chỉ có đạo là độc tôn, chỉ cần tu đạo lớn ra sức thực hành thánh đức, ắt trời người hợp nhất, thánh phàm tương đồng, chớ e ngại. Thế Phật xin mãn phép ngồi, đại đế đã ra lệnh, lễ phép không bằng tuân theo lệnh của đại đế. Dương sinh cảm tạ đại đế đã ban ân, đệ tử tuân lệnh xin phép được ngồi. Ngồi xuống ghế, cảm giác ban đầu lạnh băng, song lần lần tinh thần thư thái nhẹ nhàng, chẳng rõ vì nguyên nhân gì. Đại đế, đất này là khí của cõi trời, chính khí cửu khí, tất cả đều là bảo vật. Dương sinh là người phàm, ngồi trên ghế quý, chính khí lưu hành, cho nên có cảm giác như vậy. Dương sinh, thì ra nguyên nhân là như vậy, đã ngồi xuống rồi là không muốn đứng lên. Tuy không phải là ghế nệm, song vẫn thấy ấm, thấy êm ái lạ kỳ. Đại đế, ghế này làm bằng đá quý rất cứng, song khi ngồi lại có cảm giác êm ái là vì nhờ có chân khí vận hành. Đá cứng có đời sống nên còn gọi là đá sống, từ cứng quá mềm, từ chết sống lại, như kẻ tâm dạ sắt đá, cảm hóa được thì lại trở nên hiền lành nhu nhuyễn, sức sống tự nhiên hoạt bát sinh động. Dương sinh hiện thờ ngồi trên đá, song người với đá đã hợp làm một, do đó mới có cảm giác như vậy. Dương sinh thưa, tại sao người và đá lại có thể hợp nhất? Đại đế, xương người khi quá cứng so với đá chẳng khác chi, nên gọi là quá đá. Người chết đất vùi thành đống, cho nên người với đá vốn vẫn như nhau. Giờ dương sinh ngồi trên đá, phía trên có nhân đầu, phía dưới có thạch đầu, cả hai cùng hấp khí cho nên gọi là hợp nhất. Phàm những người ngồi yên lặng dưới hấp khí đất, do đầu đá hút khí lên trên hấp khí trời, do đầu người hút khí xuống, lâu sau khí đầy kết thành đan, sinh ra thạch tử, tức là đá con. Hiện thờ lại không giống vậy, vì dương sinh ngồi trên trời, dưới hấp thiên khí, trên hấp địa khí, đảo điên quay tròn, lễ siêu diệu chỉ có một mình chứng ngộ. Dương sinh ngồi trên trời ngó xuống đất, thân tuy đảo ngược song tâm lại tự tại, cho nên chân đạp trời, đầu đội đất, một điểm hư linh treo ở giữa không trung, muôn trượng biển khổ gọi tắt ô uế. Thưa, có đúng như vậy không? Đại đế, đúng như vậy. Người phàm chân đạp đất, người tiên chân đạp trời, thánh phàm công phu không giống nhau. Kẻ đi trên không hành văn, chân chẳng chạm đất mới là tiên Phật. Thế nhân có thể như vậy được không? Nếu như có kẻ siêu nhân có được năng lực ấy, đã đắc đạo quả, có thể quan sát trái cây chẳng treo lơ lửng giữa không trung sao? Người đời tu luyện công phu, trước tiên coi nhẹ tình dục, còn nếu như không chịu buông bỏ, cứ khư khư nắm lấy để trở thành quá trọng tình đa dục, lúc lên đường khí kiệt thở dốc, tới cảnh địa hư không sợ rằng tinh cùng lực kiệt mê man muốn tắt thở, buông bỏ tất cả hai tay, áo lộng gió trong hai bàn tay trống rỗng, tung cánh có thể bay mau. Mong chúng sinh hãy lên một tầng lầu, nhìn rõ trời đất, cảm ngộ huyền diệu, tâm sáng như gương, tính định như thủy, ắt thiên nhãn mở, tâm có thể nhìn thấy tính trời, tức là rõ thiên đạo, cưỡi gió đề mây, tự tìm được đường. Mời Dương Thiện Sinh dùng trà.
Dương Sinh Đại Đế chỉ dạy ít lời xong đã giúp đệ tử còn hơn 10 năm đọc sách ở thế gian. Đệ tử đã nghe thấu lễ đạo, cảm tạ đức lớn của Đại Đế tất trà đặc biệt nơi thượng giới. Trong suốt tới đây, cuối nhìn thấy rõ mặt mũi mình nổi trên mặt nước giống hệt bức hình chụp. Uống xong tuy vô vị nhưng lại cảm thấy sự mát mẻ thấm vào tận tâm can. Đại Đế đó là bản lai diện mục chân chính của Dương Sinh, là tự tính chân nhân Phật. Vào lửa không cháy, xuống nước không chìm, nay có thể nổi trên mặt nước, đủ chứng tỏ là cao minh chân chính. Đi trên mây, trên nước, tiêu dao tự tại, trong nước nhìn thấy chân diện mục. Miệng uống nước bản tính có thể tẩy trừ được uế khí, khai thông trí tuệ, không thần nhập chân, thông thần nhập chân. Dương Sinh cảm tạ Đại Đế đã khai thị. Đại Đế giữ địa vị đứng đầu tam quan, kính xin Đại Đế cho biết lại lai lịch nguyên nguyên cùng tình hình thánh chức ở cõi trời. Đại Đế lành thay xin lược thuật về lai lịch đạo để thế nhân được tỏ tường. Phở ban đầu hỗn độn quyền hoàng cắt chia, rồi sau bắt đầu định trời đất. Lúc đó Ngũ Lão hóa làm Tam Đế là Thiên Quang, Địa Quang, Thủy Quang để cai quản, lo liệu ba cõi trời, đất và nước, tra hỏi công với tội của người hầu định quả phước của chúng sinh. Tôi là Thượng Nguyên Thiên Quang, Nhất Phẩm Nguyên Dương Quyền Đô, ngự ở giữa cung Tử Vi, trông coi về hành động thiện ác của chúng sinh, cùng nắm quyền thân gián chư tiên. Có biệt hiệu là Thượng Nguyên Cửu Khí Tứ Phúc Thiên Quang Diệu Linh Nguyên Dương Đại Đế Tử Vi Đế Quân, từng quá sinh làm Nghiêu Đế. Phàm các tinh tú cùng các bậc cao chân đạo quả của họ nếu như tiến bộ hoặc thần thánh thuộc cõi trời đất phổ hóa chúng sinh, có công cứu thế phò nguy, sau khi được tôi coi xét chuyển trình lên Ngọc Đế để Ngài căn cứ vào công đức ấy mà thăng cấp cho, như các chư thiên thuộc cõi trời, chư thánh thuộc cõi đất không làm tròn bổn phận hoặc phạm lỗi sai lầm, sau khi tôi tra xét tỏ tường liền chuyển báo lên Đức Ngọc Đế để giáng chức ngay. Trên đây là nói về thần thánh thuộc cõi trung hạ giới, còn như các vị đắc đạo cao minh, quả vị được vào cõi vô cực không còn chịu luân hồi, thì các vị đó không thuộc sự cai quản ở đây, còn những nguyên linh thành đạo ở cõi thế gian cũng phải trải qua sự khảo hạch của tam quan mới được căn cứ vào công để chứng quả. Phàm nhân thiện ác đều có ghi đầy đủ trong sổ. Người đời phải cầu phước tránh xa họa, quyết định một trong hai đường thiện ác. Chúng sinh nếu như vận mệnh muôn việc phần lớn không thuận, kiếp trước lại tạo nghiệp đa đoan, đời này nếu như sám hối trước thần thánh phát nguyện hành thiện, Thiên Quang có thể ban phước cho họ. Nếu như có con hiếu thảo phát nguyện cầu phước họ cho cha mẹ, lòng hiếu cảm thấu tới trời, Thiên Quang ắt cũng giáng phước cho người. Tam quan vốn cùng chung một thể, chỉ dốc lòng thương người cứu đời, cho nên chuyên ban phước xá tội giải nguy tế độ kẻ hoạn nạn khổ đau. Nếu như người đời trên ứng lễ trời, dưới thuận nhân luân, ắt thể cầu là ứng. Dương Sinh lắng nghe Thiên Quang nói xong mới hay rằng phước quả do người tự chuốc, còn Thiên Quang thì làm tiên giả Phật, dốc lòng ban bố ân phước cho người đời, quả là tâm trời cảm hóa người. Đại Đế, trời với người vốn hợp nhất, mong chúng sinh tuân theo lẽ trời, giữ đúng đạo người, ắt trời và người hợp nhất có thể tu tới quả vị cảnh giới vô cực. Bữa nay Dương Sinh tới đây
tôi xin hướng dẫn đi thăm để rõ sự tình. Dương sinh xin vâng, Đức Đại Đế tàn trữ quá nhiều án lệnh, việc xét xử chắc là cũng bề bộn lắm. Đại Đế nhân hiện nay người đời thiện ác gần bằng nhau, may mắn là kẻ hồi tâm hướng thiện cũng nhiều, do đó việc xét xử công quả là nhiệm vụ của Thánh trao cho, cũng có nhiều kết quả. Xong sánh với các miền do các tàu khác quản trị thì cơ quan của tôi lãnh nhiệm vụ xét xử tối hậu, cho nên thần lực lớn rộng, không hoảng hốt hoang mang. Dương sinh, Dương thiện sinh, đạo căn thâm hậu, bữa nay tới đây tôi mới tiết lộ một số điểm về thiên cơ, xin mở sổ để Dương sinh xem. Dương sinh cảm tạ Đại Đế. Đại Đế, đây là cuốn sổ vàng ghi công quả, lật coi cẩn thận không được đập thành tiếng. Dương sinh, à đây là bản ghi chép công quả của môn sinh tu đạo tại bản đường, ngày tháng, cơ bút lần thứ nhất, năm công, giữ lễ giáng, ngày tháng, từ xa lễ giáng cơ bút 10 công, thứ ba ngày tháng năm hướng thiện 50 công, khuyên người, 4 ngày tháng năm tổng kinh sách 100 công, phát tâm ấn, 5 ngày tháng năm không quán than 100 công, nhẫn nhục, 6 ngày tháng năm không nổi dâm dục 300 công, thấy sắc đẹp. Lại thấy trong một cuốn sách có đăng ngày tháng năm phát hiện nguyện để cầu cho thân phụ hưởng phúc trường thọ, chuẩn cho tăng tuổi thọ bản ký 6 năm, phát nguyện cầu vận mệnh được may mắn, chuẩn cho được hưởng phước cùng ánh sáng. Đại Đế, đại khái xem như vậy cũng tạm đủ, chúng sinh thấy rõ là nhân quả có bằng cớ, thiện ác chứng minh rõ ràng, ra sức hành trì đạo đức, chăm lo tu thánh đạo, một sớm công quả tròn đầy, có thể siêu thăng thiên đàng, tiêu dao cực lạc. Chúng sinh nếu như xem xong bản du ký này, hồi tâm hướng thiện, tu chân ngộ đạo, trăm năm sau về cõi trời, tới điện phủ tam quan, tôi sẽ ban ghế mời ngồi, mong chúng sinh chớ để mất cơ hội tốt lành. Tế Phật, cuộc bái hội thỉnh ý Đức Thiên Quang Đại Đế tới đây đã hoàn tất được một phần. Cảm tạ Đại Đế từ bi ân đức đã ban cho Dương sinh nhiều linh quang, xin cáo từ Đại Đế. Dương sinh vì ân sư thúc giục, đệ tử cũng xin cáo từ Đức Đại Đế, cảm tạ Ngài đã khai mở huệ cho đệ tử. Thưa ân sư, con đã lên đài sen, kính mời Thầy trở lại Thánh Hiền Đường. Đại Đế chúc thuận buồm xuôi gió. Tế Phật, đã tới Thánh Hiền Đường, Dương sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Hồi 31, dạo điện tam quan bái yết địa quan Đại Đế. Phật sống Tế Công giáng ngày 29 tháng 8 năm Canh Thân 1980. Thơ: sám hối tiền phi chủng thiện nhân, tham sân si ái tối thương thần, tu phần thấp túc khuynh ly linh mệnh, luyện tụ kim cương bất hoại thân. Dịch: hối hận xưa không rắc đức nhân, tham sân si ái hại tinh thần, coi chừng trượt cẳng toai linh mệnh, luyện đặng kim can chẳng nát thân. Tế Phật, có kẻ bảo các người đều là tội nhân, tôi nói người đời vô tội, có người không phục tích khí bảo tôi đã làm hỏng biết bao nhiêu việc mà nói là vô tội được sao? Tôi bảo: nhà ngươi đã nhận tội, ta còn gì để nói? Thật sự người đời vốn vô tội, chỉ biến thành tội nhân khi nào phạm vào bốn không: không lễ chớ nhìn, không lễ chớ nghe, không lễ chớ nói, không lễ chớ làm. Người đời phải ra sức thực hành để tránh trở thành kẻ phạm tội bốn không.
Còn người lúc chào đời vốn là đứa con đỏ trần trụi, được mặc áo phàm tục, nhiễm màu sắc tham bốn không, ái mười đức, đem tội lỗi của mình bôi lên trang giấy trắng sáng ngờ. Nghĩ tới người đời nếu không vui được thì cũng chớ quá buồn. Bữa nay thầy hướng dẫn Dương Thiện Sinh tới bái yết Đức Địa Quang Đế xá tội nhị phẩm Trung Nguyên để xin ngài tha tội cho người đời. Mong người đời cố gắng tự làm việc này cho bản thân mình để tránh khỏi tái phạm tội lỗi. Dương Sinh thưa, con đã lên đài sen kính mời ân sư lên đường tế Phật. Bữa nay chúng ta sẽ tới thăm điện Tam Quan bái yết Đức Địa Quang Đại Đế. Lên đường đã tới điện phủ Tam Quan, Dương Sinh xuống đài sen. Dương Sinh thưa thầy, bữa nọ đã đi qua nơi này, phía trước có nhiều đường, riêng một đại lộ phủ đầy vàng, đi thẳng tới trước mặt đại điện phủ Tam Quan. Tại đây có nhiều bậc đạo sĩ cao minh đi đi lại lại, các vị này tới đây để khảo sát kinh tu đạo quá đông đúc rộn rịp. Tế Phật Tam Quan Đại Đế đời gọi là Tam Giới Công, vị thế đứng sau Ngọc Hoàng. Các dự án của Tam Tào đều phải qua sự phê chuẩn của Tam Quan, sau đó mới chuyển trình Ngọc Đế. Kẻ tu đạo chứng đắc công quả ở trên trần phải trải qua sự sát hạch của Tam Quan, sau đó mới được phân phối đi các tầng trời tu luyện chứng quả. Dương Sinh, à thì ra nguyên lai là như vậy. Phía trước đại diện có đề ba chữ Thanh Hư Cung, hào quang lóa cả mắt. Thưa, có phải Đức Địa Quang Đại Đế cư ngụ tại đây không? Tế Phật, đúng đấy, chúng ta mau vào trong làm lễ ra mắt. Dương Sinh xin tuân lệnh. Vào tới bên trong thấy một vị ngồi giữa điện, mình mặc áo long bào, áo vua ban, tay cầm ngọc thốt thể vua ban, dung mạo thật uy nghiêm. Đệ tử Dương Thiện Sinh lễ chào ra mắt Đức Địa Quang Đại Đế, kính xin ngài chỉ rõ bến mê. Địa Quang Đại Đế miễn lễ. Bữa nay Dương Thiện Sinh theo thầy là Tế Phật tới điện Tam Quan, tôi mừng lắm, mời hai vị ngồi. Tiên Quang mau dâng trà. Dương Sinh cảm tạ Đại Đế đã ân ban, bữa nay đệ tử có được hồng ân yết kiến Đại Đế, kính xin Đại Đế thuật lại lai lịch cùng chức vụ của Đại Đế để chúng sinh dưới gầm trời được tỏ tường. Đại Đế lành thay, để phổ độ chúng sinh chân tướng thiên đàng địa ngục phải sáng tỏ, Địa Quang gánh trách nhiệm phổ độ để hết thảy chúng sinh trên trái đất, lẽ nào lại giữ bí mật không tuyên bố được hay sao? Tôi là Thanh Linh Động Dương Nhị Phẩm, vốn do chân khí tiên thiên hóa thành, mang các tên hiệu là Trung Nguyên Thất Khí Xá Tội Địa Quang, Động Linh Thanh Hư Đại Đế, Thanh Linh Đế Quân. Bởi vì chúng sinh trên trái đất đều phạm tội lầm trời vốn từ bi, không nỡ nhìn chúng sinh đọa lạc, cho nên lấy tư cách quyền xá tội của Ti Địa Quang chỉ muốn người đời thực tâm sửa đổi sai lầm. Còn ý của tôi chỉ muốn xá tội. Dương Sinh, Đại Đế hiện thời từ bi xong, đệ tử không được rõ cách xá tội như thế nào. Đại Đế, thứ nhất, người đời phạm tội nếu như biết sám hối sửa đổi, tôi sẽ tha cho ba phần tội, từ đó về sau biết lo làm điều thiện, không tái phạm tội lỗi, tôi sẽ lượng tình tha thứ nốt bảy phần còn lại. Thứ nhì, ngày nay vào cửa thiện tu đạo, dốc tâm tu đạo không nản lòng thối chí, tuy nhiều kiếp tội lỗi chưa tiêu, tôi cũng tha cho ba phần. Nếu như giữ giới luật tinh tấn nghiêm ngặt tới chết không thay đổi, chí tu đạo không lùi, tôi có thể tha hết cho bảy phần còn lại. Thứ ba, trăm đức hiển đức hiếu đứng hàng đầu, nếu như vô tình phạm lỗi
song đối với cha mẹ lại là con hiếu thảo, tôi cũng xa giảm cho. Thứ tư, người đời có tâm tu đạo, song ma nạn trùng trùng, nên sau khi chết tội trần gian đều chưa tiêu. Nếu như kiên nhẫn chịu đựng khổ cực, tâm chí không thay đổi, tôi cũng tha tội cùng giảm bớt khổ đau. Thứ năm, phàm thế nhân tội nghiệp kiếp trước chưa tiêu, còn bị đày đọa tại địa ngục, con cháu đời sau có thể phát hiện, nguyện hành thiện bố thí, tôi cũng có thể tha tội để tội hồn được giảm khinh khổ hình. Tế Phật, Đức Địa Quang từng phân linh hóa làm vũ đế, cho nên đối với đạo tận hiếu ngài đặc biệt tôn trọng. Trung Nguyên nhị phẩm xá tội Địa Quang đại đế có hoài vọng phổ độ được hết người cũng như quỷ tại trần gian và địa ngục. Vì vậy đời mới tôn vinh ngài là Đức Trung Nguyên Phổ Độ Công, mong thế nhân chăm lo tu thân hành thiện, lòng trời từ ái, tuyệt không có ý bắt người đời chịu tội. Vả lại, vì lo cho chúng sinh khắp mọi nơi nên mới định ra điều luật xá tội. Người đời nếu như không hồi tâm hướng thiện thì dù trời có muốn xá tội cũng chẳng được nào. Tới mức đó quả là hết thuốc chữa, tội quá nặng rồi. Đại đế, tôi có ý muốn xá tội cho chúng sinh, ước mong chúng sinh chớ tự bỏ lỡ cơ hội. Hy vọng chúng sinh dưới gầm trời vô tội, người người đều là thiện nhân, ắt là địa quan cũng như thiên quan đều chỉ là để ban ân phước mà thôi. Dương sinh, Đức Địa Quang nhân từ đáng kính, nhưng chúng sinh lại đều ngày ngày lo tạo tội ác, ngài tính sao đây? Đại đế, quả phước không có cửa, chỉ do người tự chuốc. Quả phước vô môn, duy nhân tự chiêu. Nhân đời nay chúng sinh phước dày, do đó mà người đời người người được hưởng ân huệ, song chẳng qua phước phận như đèn dầu, cuối cùng sẽ có lúc hết. Nếu như không châm thêm dầu, tạo thêm phước, dầu hết đèn tắt, tai họa giáng xuống. Khi đó nguyên linh của con người do thiên quang trao xuống cho địa quang sẽ rớt vào tay tôi, nhưng tôi từ bi để cho họ có cơ hội sửa đổi, chuẩn bị làm kẻ được tha tội suốt đời. Nếu như chỉ ngang tàn không biết hồi tâm cứu đầu, vái lại Đức Địa Quang để nhận lệnh tha tội thì chắc chắn sau khi chết sẽ bị đày xuống địa ngục, chẳng còn dịp may xá tội nữa. Diêm Vương không được quyền tha tội mà chỉ có quyền trị tội. Tôi với Địa Tạng Vương Bồ Tát cùng một liên tôn giả, vốn do một khí hóa thành để phổ độ chúng sanh nên đều có đại nguyện xá tội, cứu khổ cứu nạn. Bởi vậy Địa Quang và Địa Tạng chỉ là một thể, một liên tôn giả, vì lòng hiếu thảo mà độ được mẹ mất. Lễ Vu Lan tức mùa báo hiếu, hàng năm vào ngày rằm tháng 7 nhắc nhở đạo hiếu mười phương để cầu cho cha mẹ bị đày đọa khổ cực được siêu thoát. Bồ Tát Địa Tạng Vương có đại nguyện là nếu như không cứu hết được các tội hồn tại địa ngục thề không thành Phật. Khi tôi quá thân là vua Vũ, đạo hiếu cảm động lòng trời nên có thần tích là voi cày ruộng thay thế, chim giúp bừa cỏ, vua Nghiêu vì vậy mà nhường ngôi cho khiến lưu tiến thông muôn thuở. Đạo giáo phổ độ của Trung Nguyên với Phật giáo Vu Lan bồn tổ chức lễ cùng một ngày là lý do như vậy. Mong người đời giác ngộ điều đó, người đời phải lấy trung hiếu làm gốc, gắn tu thánh đạo, sau khi chết chắc chắn hồn được siêu thăng cõi trời, sống tiêu dao tự tại. Tế Phật,
Đức Đại Đế quá từ bi tiết lộ một đoạn nhân duyên để cho người đời biết rằng tạo hóa vô cùng quyền diệu, thực tại ân phước sâu dày. Dương sinh bữa nay nghe những lời dạy của Đức Đại Đế, đệ tử được mở mang trí não, vô cùng cảm kích đối với việc Ngài xá tội. Đệ tử chưa thông suốt hết, xin Ngài giảng rõ thêm cho, thưa có được không? Đại Đế, nếu như chưa rõ tôi xin nói thêm. Thứ nhất, có một người nọ đã vào cửa thánh thành tâm trì chú trì trí tu đạo, song thân thể còn lắm bệnh tật, tinh thần khốn đốn, thường buông lời quán trời vì đã tự giác hành thiện ít năm mà trời vẫn chưa giúp đỡ giải trừ bệnh hoạn khổ đau. Tam quan trả sổ thấy kiếp trước người đó là một tên đồ tể giết hại sinh linh quá nhiều, cuối đời tuy cải nghiệp kính thần lễ Phật xong công đức chưa đủ, kiếp này được sinh vào gia đình tu hành để kết thiện duyên tu đạo, song vì kiếp trước làm đồ tể giết hại sinh linh quá nhiều nên kiếp này thịt xương đau đớn bệnh hoạn chẳng dứt. Trời cao từ bi, chính vì giúp cho kẻ có tiêu nghiệp nên toàn thân mới bị đau nhức. Có đau khổ mới rõ được khổ đau, thống khổ chính là để tượng trưng cho sự tiêu tan ác nghiệp. Nếu như nhẫn lại chịu đựng là đạo tâm không lùi bước, tôi thấy được lòng thành của họ chắc chắn sẽ xa giảm tội nghiệp để họ được hạnh phúc yên ổn. Còn nếu như bị khổ mà không chịu đựng thì dù tôi có muốn xá tội cũng chẳng được nào. Hy vọng chúng sinh có được nghị lực kiên cường, gặp trở ngại đều tự tỉnh tâm sám hối, chớ quán trời trách người, còn người tội nghiệp khó tiêu. Thứ nhì, nếu như nhớ tới những tội hồn thân giam nơi địa ngục thống khổ không chịu đựng nổi, bình thường ngoài việc thuyết pháp độ khổ ra, mỗi năm vào tháng 7 cửa quỷ đặc biệt mở cửa để tạm tha cho tội hồn một lần, cho ra ngoài đi dạo phàm nhân đời sau thiết yến tế bái để tội hồn khỏi đói khát. Đạo gọi là Trung Nguyên Phổ Độ, hiến dân hoa quả của ngon vật lạ, cờ quạt linh đình cổ bàn cúng dân chư thánh, các quỷ đều rất vui mừng. Nhà Phật gọi là lễ Vu Bồn, bày bách vị ngũ quả vào trong chậu dân hiến thập phương. Đại đức nhờ chư tăng đại đức cầu siêu cứu độ cho cha mẹ đã qua đời. Dương sinh, Đức Đại Đế từ bi phổ độ khắp ngã âm dương, thánh đức quả là vô lượng. Đệ tử thuở nhỏ sống ở quê, cứ vào tiết tháng 7 về ban đêm, thân phụ lại bày thân vị của Đại Đế trong nhà, ngoài ngõ đốt đèn. Cứ theo lời của thân phụ nói thì là để soi sáng cho các u hồn thấy rõ đường đi. Thưa có đúng vậy không? Ngày nay công thương phát đạt, đô thị lại ít, thấy cảnh đó như thế có ảnh hưởng gì tới việc đi lại của các u hồn không? Đại Đế, chốn âm phủ như đêm đen chỉ có sao, tội hồn bị giam cầm ở đấy tối tăm thống khổ, chúng sinh ở dương gian mở lòng từ bi khắp thắp đèn hai bên đường vào đêm tháng 7 để giúp tội hồn đi lại dễ dàng. Công đức vô lượng, ngày nay phàm trần khoa học kỹ thuật tiến bộ, có đèn điện nên cả hương thôn lẫn đô thị đường ban đêm đèn sáng choang, u hồn đã thấy được rõ đường không bị trở ngại, bởi vậy người ta không đốt đèn cũng không bị ảnh hưởng. Do đó nói thờ thay đổi thì pháp cũng thay đổi, thờ thiên pháp diệt thiên là như vậy. Dương sinh, thưa Đức Đại Đế giải thích rất đúng. Tế Phật buổi bái yết Đức Đại Đế bữa nay kết thúc
tại đây chuẩn bị trở lại Thánh Hiền Đường. Đại đế kính tiễn nhị vị, ước mong chúng sinh phần lớn hướng thiện tu thân, chớ có lao mình xuống hố sâu tội ác ô uế để tránh cho tội khỏi bị nhập mệt về việc xa tội của chúng sinh. Người chẳng phải thánh hiền, biết lầm lỗi có thể sửa chữa, đức thiện chẳng phải nhỏ. Nếu như sám hối tội lỗi ngày trước, tôi nguyện trả lại sự thanh bạch hôm nay, tha thứ hết lỗi lầm. Mong chúng sinh nắm lấy cơ hội tốt, chớ để một lần mất thân, muôn kiếp khó tìm lại được. Dương sinh cảm tạ lời dạy ngọc vàng của Đức Đại Đế, xin bái từ. Tế Phật đã tới Thánh Hiền Đường, dương sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác.